Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì mẫu đồng hồ được nhắc đến có tên là Panerai Lumino 1950 3 Days GMT Power Reserve với mã hiệu là PAM00321. Thương hiệu đồng hồ Panerai sở hữu DNA rất riêng, thật sự khó có thể nhầm lẫn với những đối thủ khác trên thị trường. Trong đó, hai bộ sưu tập nổi tiếng nhất của họ chính là Radiomir và Luminer. Hai bộ sưu tập chia sẻ nhiều đặc điểm chung trong thiết kế, nhưng cũng có những nét rất riêng và đặc biệt. Và trong video review mẫu đồng hồ Panerai Lumino 1950 3 Days DMT Power Reserve ngày hôm nay thì Gia Bảo Luxury cũng sẽ giúp cho các bạn phân biệt giữa hai dòng Radiomir và Luminer. Trước hết, chúng ta sẽ cùng phân tích thiết kế vỏ của chiếc đồng hồ này. Như những thiết kế khác của Panerai, mẫu đồng hồ có đường kính rất lớn là 44mm, đi kèm với thiết kế hầm hố. Ở vị trí 3 giờ, chúng ta có cơ chế bảo vệ núm chỉnh giờ độc quyền của Luminer. Và đây cũng là điểm khác biệt đầu tiên so với bộ sưu tập Radiomir. Cái tên Radiomir đã xuất hiện từ năm 1916, được đặt theo tên chất phản quang mang tính chất đột phá vào thời bấy giờ là Radium. Tuy nhiên thì do radium là một chất phóng xạ mạnh và gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người dùng, Panerai đã thay thế chất này bằng Luminer, một chất phản quang thân thiện hơn và cũng là tên của bộ sưu tập Luminer sau này. Vì được ra đời sau Radiomir hơn 3 thập kỷ, Luminer được trang bị nhiều cải tiến hơn và trong đó là cơ chế bảo vệ núm chỉnh giờ. Bên cạnh một lớp bảo vệ nồi đồng cối đá, cơ chế này còn giúp núm chỉnh giờ được kín hơn, tăng khả năng chống nước của đồng hồ. Để rút núm chỉnh giờ, bạn phải thực hiện thao tác gạt đòn bẩy ra ngoài và sau đó gạt đòn bẩy vào trong sau khi chỉnh giờ xong. Với thiết kế đặc biệt này, việc quên đóng núm chỉnh giờ gần như bất khả thi và chính chiếc đòn bẩy cũng giúp núm chỉnh giờ được ấn chặt và sâu hơn vào vỏ máy. Và các bạn có thể thấy rằng ở Radiomir sẽ không có cơ chế này. Điểm khác biệt thứ hai giữa Radiomir và Luminer nằm ở phần tai càng nối dây. Vì được ra mắt vào năm 1916, thời điểm đồng hồ đeo tay đơn thuần chỉ là đồng hồ bỏ túi được cải tiến, Radiomir sở hữu hai tai càng được hàn vào vỏ đồng hồ một cách đơn giản, giống hệt những chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên. Còn với Luminer, bộ vỏ đã được đúc nguyên khối, bao gồm cả 4 tai càng lớn mạnh mẽ. Đặc điểm này cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng thay đổi bộ dây của chiếc đồng hồ. Với bộ vỏ nguyên khối, bạn có thể dễ dàng thay đổi dây đeo bằng cách vặn chiếc ốc vít nhỏ. Còn với tai càng hàn vào vỏ của Radiomir, việc thay đổi dây đeo sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhiều người chọn dòng Luminer hơn cũng bởi lý do này, và thường thì người chơi Panerai sẽ sở hữu nhiều bộ dây khác nhau cho một chiếc đồng hồ. Phần lớn sự khác biệt giữa Radiomir và Luminer đến từ bộ vỏ, còn những chi tiết được bao bọc bên trong thì có khá nhiều điểm tương đồng. Đó là mặt số sandwich, hai lớp đặc trưng của Panerai, với các chữ số 36912 được cắt ở mặt trên, lộ ra phần mặt dưới được phủ chất phản quang. Thiết kế quen thuộc này sẽ khiến cho chất phản quang được bảo vệ kỹ hơn và có thời gian sử dụng lâu hơn. Như cái tên Panerai Luminer 1950 3 Days GMT Power Reserve đã thể hiện, đặc điểm nổi bật nhất của chiếc đồng hồ chính là khả năng hiển thị múi giờ thứ 2 GMT và thời lượng cót lên tới 3 ngày. Để tiện hơn cho người dùng thì hãng đã bố trí thêm cây kim xăng tại góc 4 giờ giúp hiển thị lượng cót còn lại. Còn ở góc 3 giờ thì chúng ta vẫn có cửa sổ báo ngày quen thuộc và hữu ích. Ở góc 6 giờ chúng ta có dòng chữ L-Squidmage L, cho thấy chiếc đồng hồ này sử dụng chất phản quang Super Luminova. Và mặc dù tên hai dòng Radiomir và Luminer đều được đặt theo hai chất phản quang được sử dụng đầu tiên trên đồng hồ, nhưng theo thời gian thì chúng ta đã có những sự thay thế tốt hơn, an toàn hơn và không còn sử dụng Radium hay là Luminer nữa. Để cung cấp thời lượng cót lên tới 3 ngày, Panerai đã sử dụng hai hộp cót bên trong bộ máy Caliber P9002. Bộ máy này được sản xuất in-house hoàn toàn bởi thương hiệu gốc Ý, có đường kính 13 3/4 inch, dày 7,9mm và sở hữu 29 chân kính, được lắp ráp từ 237 linh kiện. Caliber P9002 hoạt động ở tần số 28.800 VPH thông dụng. Về cơ bản thì đây là một chiếc Panerai điển hình với tất cả DNA của thương hiệu và được trang bị thêm một số tính năng độc đáo, mới lạ. Nếu như bạn đã thích thương hiệu đến từ đất nước Ý này, hẳn chiếc đồng hồ này sẽ là một lựa chọn phù hợp. Còn với bạn đang lưỡng lự giữa Radiomir và Luminer, Gia Bảo sẽ giúp bạn quyết định bằng một số câu hỏi loại trừ dưới đây. Bạn thích thiết kế đặc trưng mà ai cũng nhận ra của Panerai thì chắc chắn chiếc Luminer với phần bảo vệ núm chỉnh giờ sẽ là lựa chọn phù hợp. Còn nếu bạn thích thay đổi dây đeo, thay đổi phong cách liên tục thì câu trả lời vẫn sẽ là Luminer. Bạn thích một chiếc đồng hồ theo phong cách truyền thống gắn liền với lịch sử
thì chiếc Radio Mir sẽ phù hợp hơn trong trường hợp này, với thiết kế càng nối dây được sử dụng từ hơn 100 năm trước. Đó là những gợi ý của Gia Bảo Luxury trong video ngày hôm nay. Các anh em có ý kiến gì thì hãy để lại comment ở phần bên dưới nhé. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!